Xin chào quý vị, hãy coi mình đang có mặt ở đường Trần Hưng Đạo, quận 5 Sài Gòn. Bên tay trái vừa qua là rạp Lê Thanh Bê. Trưa ngày 27 tháng 10 2017. Bên phải là đường Tản Đà. Đây là đường một chiều quý vị, hướng về chợ Giải Số Tình Lâm. Trời Sài Gòn đang nắng nhẹ, nhiệt độ khoảng 30 độ C. Bên phải là chùa Bà Hải Nam. Giờ này học sinh tan trường. Bên phải là chợ xã Tây. Đây xích lô chợ lớn. Khu vực này gọi là khu vực khách du lịch là Chinatown, khu phố người Hoa lớn nhất Sài Gòn. Chị thấy bảng hiệu quảng cáo tiếng Việt, tiếng Hoa. Bên phải là đường Triệu Quang Phục. Trước đây là đường Châu Văn Liêm cái gì, ngày xưa là đường Tổng Đốc Phương, là bên tay trái khách sạn Phượng Hoàng. Đây là cư xá Đại Quang Minh. Đèn năm ngọn nữa gì, thấy đèn năm ngọn cũng phải là đường Phùng Hưng. Bên tay trái là Tương Xá Đồng Thanh, khu vực chợ Giải Xói Tình Lâm. Bán giải cây ấy, gần mùa Tết thì bán đắt lắm. Bên phải đây là đường Dương Cửu Giang. Bên phải vừa qua là Tuệ Châu Hội Quán. Đây phía trước quý vị là nhà thờ Francisco Xavier, nhà thờ Cha Tam đấy.
chạy vô vòng cho quý vị nào ngày xưa đi lễ nhà thờ nay vẫn còn kiến trúc như ngày xưa hay gì. Mấy mươi năm rồi vẫn như vậy cái gì ha, không thay đổi nhà xứ đó. Đó nhìn thẳng ra là đường Trần Hưng Đạo ấy, thẳng về chợ Bến Thành. Và nhà thờ cha Tam thì có sự kiện là ông Ngô Đình Diệm, ông bị đảo chính thì trên đường chạy tới đây ông bị ám sát. Rồi đây là đường Học Lạc, cái gì tiếng bán hộp quẹt với lại thuốc lá xì gà. À, bên phải đây là đường Trang Tử. Chuyên bán bao bố, dây cột. Rồi bên tay trái thì là bến xe Chợ Lớn. Đây cái gì xem chợ Trần Chánh Chiếu, bên phải là đường Phú Giáo. À, lá chuối gói bánh đó. Wow, trái cây mãng cầu, quả na, mận, quýt, xoài. Lúc này trái cây cũng quanh năm gì ha. Me như mì Thái, trái cải. Bên phải là đường Sớm Voi á, mít, chuối nướng hấp dẫn gì ha. À, xe ba gác máy, xe dưa hấu, bán quần áo di động. Trái đây đường Hậu Giang, qua đây là đường Tháp Mười, bên trái đây chợ Lớn Tạm nè. Wow, đây chợ quá ba tầng cao. Phía trước gì thấy chợ lớn đang sửa. Chạy vòng chợ lớn buổi trưa đi xem. Wow, vừa đi qua cái xe cũ kiệu thơm quá.
Phan Văn Khỏe. Đi giao hàng xe ông đa chở thùng thùng vui không? Ok, thank you, see you vậy lúc thứ hai ngày thứ ba.